Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã cùng đến với Clickbait Channel. Và trong phân khúc 16 triệu, mình biết là có rất nhiều những cái sản phẩm khá là ngon cũng như là bổ. Nhưng mà các bạn đã bao giờ tìm kiếm một chiếc máy có cấu hình mạnh nhất hay là chưa? Và để đáp ứng được rằng đó chính là cái cấu hình mạnh nhất trong phân khúc này, thì mình sẽ đem đến cho các bạn một ứng cử viên cực kỳ sáng giá, đó chính là chiếc Apple iPhone X. Đây là một chiếc điện thoại mà mình thấy rằng là so với thế hệ đời trước của nó thì nó là một bước đột phá của nhà Apple. Thì nếu các bạn có thể so sánh trực tiếp ngay đến với cả là chiếc iPhone như là iPhone 7 Plus này, hay là kể cả iPhone 8 hay là 8 Plus đi chăng nữa, thì chiếc iPhone X này cũng thực sự là một sự đột phá cực kỳ là lớn lao. Và để có thể nói về cái sản phẩm này thì mình chỉ cần một từ thôi, đó chính là ngon. Và cái sản phẩm này thì thứ nhất là hãy nhìn về bên ngoài thiết kế, thì thực sự cái thiết kế này đem cho mình một cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm, cái đấy mình phải thừa nhận. Bởi vì nó làm cực kỳ là đẹp giống như là một món trang sức vậy, mà trang sức thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải cực kỳ là nâng niu đúng không? Bởi vì sản phẩm này mà sau nó lại được làm từ kính này, lại còn khung viền thép nó cực kỳ được đánh bóng, nên mình rất sợ là bị rơi thì chẳng may nó sẽ bị vỡ cái mặt kính đi, hoặc là nó sẽ bị chầy chóc vẩy đi những cái viền của mình, thì thực sự lúc đấy máy nó sẽ hơi xấu. Nhưng còn về cái độ đẹp thì nó cực kỳ là đạt được cái thẩm mỹ rất cao. Cái sản phẩm này thì nó còn một cái màn hình mà theo mình đánh giá là cũng khá lớn, nhưng nó lại được thu gọn khá nhỏ. Tại sao mình lại nói như vậy? Khi mà chúng ta có một cái màn hình tràn viền với cái tai thỏ ở trên và kích thước lên đến là 5.8 inch, độ phân giải là 1125x2436 pixel. Với cái màn hình chất lượng thì mình cũng không có điều gì để nói cả, bởi vì chất lượng của iPhone X về màn hình là cực kỳ là ổn định cũng như là rất ngon, từ góc nhìn, độ sáng hay đến là màu sắc. Về cái cảm giác và trải nghiệm ấy, thì bây giờ cũng đã có rất nhiều những ứng dụng, rất nhiều những cái tựa game đã hỗ trợ cái màn hình tai thỏ này rồi. Dù bên cạnh đó vẫn còn có một số ít những cái ứng dụng, những cái tựa game chưa thực sự là hỗ trợ cho cái màn hình tai thỏ kiểu này, nhưng với những cái ứng dụng cơ bản ấy thì mình vẫn dùng và cảm thấy rằng là nó khá ok. Còn về cái tai thỏ này thì mình thấy rằng là đối với cá nhân mình thấy rằng nó là đẹp, bởi vì nó tiết kiệm cho mình đi được cái nút home, và thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng đó chính là Face ID. Và Face ID ở trên iPhone X là cực kỳ nhanh cũng như nhạy, và trong tất cả những cái quá trình mà mình thử nghiệm thì hoàn toàn là mình thấy phù hợp cũng như là cảm thấy ok đối với cả là cái cách mở khóa Face ID ở trên iPhone X. Và về cái mà mình quan trọng nhất và cũng như mình nói từ đầu, đó chính là về cấu hình. Với con chip A11 Bionic đi kèm với 3GB thì mình khẳng định với các bạn rằng luôn, đó chính là trong phân khúc 16 triệu không có bất kỳ một sản phẩm nào có thể đọ lại được chiếc iPhone X về mặt đó chính là cấu hình. Thực sự về cái tốc độ của nó thì thực sự rất là nhanh luôn, các bạn có thể chạm đến đâu là có thể mở khóa cũng như là thao tác ngay đến đấy. Bởi vì cái hệ điều hành iOS nó được tối ưu cho những chiếc điện thoại iPhone cực kỳ là ổn. Và nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể mượn máy của bất kỳ ai hoặc đến ngay tại Clickbuy để có thể là trải nghiệm chiếc iPhone X này, và các bạn sẽ thấy được rằng là nó vẫn mạnh như thế nào. Và với cái mức giá 16 triệu thì mình tin rằng là sẽ rất khó có sản phẩm nào có thể cạnh tranh được với chiếc iPhone X về mặt cấu hình. Và đương nhiên là sản phẩm này nó không chỉ mạnh về cấu hình và về cả đó chính là camera thì cũng thực sự là khá ổn. Và với camera này thì dù là không có cái chế độ chuyên nghiệp, mình thì rất thích chụp cái kiểu là chế độ chuyên nghiệp, nhưng với cái chế độ auto của nó thì máy đã gần như là hoàn thiện khá nhiều cho người dùng, và chỉ cần đưa lên và chụp vậy là xong. Thực sự thì cái cảm giác mà mình được sản phẩm sở hữu cái sản phẩm này để mà chụp ảnh quay phim thì mình thấy rằng là rất ổn, rất ok. Mình cũng không có nhiều điều để có thể là chê trách cái sản phẩm này lắm. Thực ra thì còn một điểm nữa mình cũng chưa thích lắm, đó chính là về là pin. Với 2716 mAh thì mình cũng thấy rằng trên iPhone X nó đủ dùng cho mình, nhưng gần một ngày mà thôi cũng chưa hẳn là đến được một ngày, mặc dù là nhu cầu của mình là dạng nhu cầu phổ thông trung bình, không quá là cao nhưng cũng không quá là thấp. Nhưng mà bù lại thì chúng ta với cái sản phẩm này sẽ đi kèm có cả sạc nhanh nữa, và đây là sản phẩm đầu tiên của nhà Apple sở hữu đó chính là công nghệ sạc nhanh. Và với cái những gì mà nó đem lại thì mình gói gọn lại trong 16 triệu cảm thấy rằng rất là phù hợp, cũng như là chúng ta có thể sở hữu một sản phẩm này. Dù là nó đã là đời sau rồi, nó đã ra mắt XS hay là XS Max các thứ vân vân, nhưng các bạn có thể để ý thấy rằng là những chiếc điện thoại đó không có quá nhiều sự đột phá. Mình nói là đột phá so với chiếc iPhone X, thay đổi thì đương nhiên là có, nhưng về đột phá thì là chưa. Nhưng với iPhone X so với đời sau của nó thì đời trước của nó thì thực sự là có rất nhiều những cái điểm đó chính là đột phá trên sản phẩm này. Và các bạn thấy sao về sản phẩm này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhá. Và mình quên nói với các bạn rằng đó chính là những chiếc iPhone X bây giờ ở Clickbuy vẫn còn những hàng đó chính là chưa active, và thực sự là rất là ngon, và nó cũng không khác gì máy mới cả, kể cả hàng like new luôn. Và với 16 triệu thì các bạn cũng sẽ sở hữu một chiếc máy gần như là mới, và chúng ta sẽ rất khó để có thể là tìm những cái điểm đó chính là xấu ở trên cái sản phẩm này để có thể là chê trách. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.